Ngày 5 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 9, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện thu giữ 18.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, vật dụng gia đình, xuất xứ Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. Hàng ngàn sản phẩm này được kiểm tra và phát hiện tại kho hàng của hộ kinh doanh Trọng Tính, có địa chỉ ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.